Rồi, hello anh em ha. Thì hôm nay Trương Nguyễn giao lưu với anh em một cái cây mai mini thành phẩm. Thì cây này thì nói chung nó cũng tầm trung nha anh em, hai người bưng được chứ không có nặng lắm, nhưng mà một người là bưng không có nổi nha các bạn. Đấy, cây thành phẩm thì Tây Tạng nó đã nhuyễn hết rồi nha anh em. Cây dáng bay bay bỏ trên bàn thì cũng rất là đẹp á. Tay cành đã giờ là không còn dây, không còn kẽm nữa nha. Nếu anh em giao lưu được thì mình kém lại một nước ghim cho anh em đi trên đường nó vận chuyển cho nó ok hơn ha, cành nhánh nó đảm bảo ha. Rồi giờ mình đo trước cái thông số kích thước cho anh em xem trước nha, rồi mình quay lại cái chi tiết cây sau. Chiều cao của cây mình đo từ mặt chậu lên đến phần ngọn là 50 nha các bạn, 55 55 rồi ok. À, đo tán đi. Tán bay dài nhất của nó là 65. 65. Cao 55, tán bay 65. Rồi mình đo cái tán ngang đi, tán ngang rộng. Rộng cây ngang cây là 50 nha các bạn. 50 65. Và chiều cao cây là 55. Thì cái cây này là cũng là được ghép cái giống cúc xấu hương khá là lâu năm rồi, đời đầu nha các bạn, cũng tầm 4 năm. Tay cành đã thuộc thạo nhuyễn hết rồi nha anh em. Thì cây này giờ lấy kéo bám chặn cái ngọn cho nó. Sau này mình đi một nước ghim nữa thì sau nó vô mùa mưa nó phát ra nha anh em. Cây này thì của ông anh nè, giao lưu với các bạn giá là 3 triệu nha anh em. À, đo dùm cái góc này bạn, kéo vanh góc sát góc luôn. Đấy, mình đo cái vanh góc cho anh em xem ha. Vanh góc này là hết thước đó là 72 phân nha anh em. 72 là cái hoành chỗ tại cái vị trí rễ này. Còn bạn đo vào chỗ này đi, cái củ á. Cái này có củ đẹp nữa nha anh em. Cái củ này là 29 này. 29 nha các bạn, củ cũng khá lớn á. Nhưng mà cây này nó đang có hai cái sẹo này mình mới xử lý, tại vì nó cây nó có hai cái cành nó bị chỏi á, cắt bỏ đi làm cái sẹo xem này, nó gom lại nha anh em, gom lại cũng rất là đẹp, nhìn cho nó có cái đường co cái cây này, chỗ này nó có cái đoạn cong này nè, nó có đoạn cong ra phía sau nha, cắt đi cho nó thoáng cái cây, chỗ này nó có một vết sẹo trên thân nữa. Thì giá là 3 triệu nha anh em, 3 triệu là cũng gần như là cái phôi ở trong các anh em trong miền Nam họ bán thôi. Mình thì bán cả cây cả chậu luôn, cây đã thành phẩm hết rồi, cành nhánh làm hết rồi, ghép uống sữa xong xuôi. Nó chỉ có điểm yếu là hai cái vết sẹo này nó hơi to nha anh em, nó hơi lớn, với cái độ liền sẹo thì nó hơi mất thời gian xíu, nhưng mà không có sao nha anh em, không có ảnh hưởng gì đến tình trạng sức khỏe của cây cũng như là cái vẻ đẹp của cây nha anh em. Nếu mà anh em chê sẹo thì anh em quay mặt này chơi cũng khá đẹp nè anh em. Đấy, mình lui camera cho anh em xem nha. Đó, cái dáng bay này nếu mà anh em muốn chia sẻ thì mình chơi mặt này ha, cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến cái vẻ đẹp của cây. Còn nếu mà anh em muốn chơi thoáng thân thoáng thì anh em quay hướng kia, vừa chơi sẹo cũng được, sẹo nó cũng khá đẹp, nhìn tăng thêm phần lão cho cây nha anh em. Đấy, tay cành anh em thấy không, chì cành đóng những vị trí rất là chuẩn ha. Đấy, giờ cành nhánh nó tránh móc luôn, nó lão luôn nè, hối lão luôn ha. Cây này cúc xấu hương nha các bạn, cây cũng khá là mạnh á, giờ ra đồng non này ha, vô mùa mưa nó mới phát, bữa giờ Bình Định mà nó hơi hơi nắng anh em, hơi tiết trời nó hơi khô khan nên cây nó cũng không có phát máy nha anh em. Rồi mình quay phần đế cho anh em xem xíu rồi đây, anh em thấy không, cái rễ mình nè, mình xử lý keo mà nó gom sẹo này anh em. Đó, cây rất là mạnh nha. Củ rễ này, đế nở đều, tứ diện luôn. Đó, không có bị khiếm khuyết cái phần đế nha, đế nở nha anh em. Chậu này thì chậu 40 phân nha anh em, chậu lục giác, men màu xanh. Đấy, bê tôn đồ kỹ hết rồi nha anh em, làm rất là kỹ. Giờ anh em giao lưu thì mình kém lại một nước ghim cho anh em đi trên đường nó ổn định cái ha, không bị hư cành nhánh nha. Rồi mình giao cây luôn, cây này mình báo giá lại là cái giá là 3 triệu
là mình không bao phí vận chuyển nha các bạn. Anh em nào hợp nhãn thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại là 0987 096 755 để mà mình chốt cái cây này ha. Rồi mình quay lại một vòng nữa rồi mình kết thúc video nha anh em. Đấy, cây cái dáng bay thành phẩm nha anh em. Rồi cây này nếu đi ghim lại thì nhìn thấy cây nó sẽ sáng cây và đẹp hơn. Rồi chào các bạn nha.